Đây là video hướng dẫn cách thay dây điện của remote control ghế massage NS69. Trước khi thay thế sửa chữa các bộ phận của ghế massage, chúng ta phải đảm bảo ghế được ngắt nguồn điện. Tháo rời nệm ngồi và nệm lưng ghế. Kéo zipper hai bên và tháo rời lớp vải lót. Cắt dây và rút chân cắm điện. Mở nút lẫy dưới lưng ghế để gập ghế xuống. Rút dây điện USB port và dây điện lưng ghế. Nâng và đẩy lưng ghế rời khỏi ngàm. Dùng lục giác mở ốc giữ tay ghế và lấy rời ra. Dùng vít mở hết ốc ở mặt dưới tay ghế theo như hướng dẫn. Lấy rời nắp tay ghế và mở ốc cố định dây điện. Đầu tiên, dùng mũi dao lấy ra miếng sticker dán trên bề mặt của remote control. Tiếp theo, mở hai con ốc nằm trên bề mặt của remote control. Rút dây điện rời khỏi tay ghế. Thay dây điện mới vào tay ghế và siết ốc cố định. Chú ý lấy miếng sticker rời khỏi vị trí để dễ dàng vặn ốc. Cắm lại dây nguồn điện của remote control. Gắn remote control vào vị trí trên tay ghế và vặn ốc cố định. Lột keo mặt sau miếng sticker và dán lên đúng vị trí trên remote control. Dùng vít siết hết ốc dưới tay ghế theo như hướng dẫn. Gắn tay ghế trở về vị trí cũ và siết ốc. Nâng lưng ghế và gắn trở lại ngàm. Cắm trở lại dây điện USB port và dây điện lưng ghế. Nâng lưng ghế về lại vị trí cũ. Gắn lại chân cắm điện và siết dây rút chặt. Cài zipper hai bên lớp vải lót và lắp lại nệm lưng ghế, nệm ngồi.